Đối diện với tình trạng khẩn cấp của dịch virus corona, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trong nỗ lực của mình cùng cộng đồng ngăn chặn sự lây lan bằng những giải pháp thiết thực tại các nơi thờ tự. Lần đầu tiên, Chùa Ân Thọ, phường 5, thành phố Tân An sẽ tổ chức đại lễ cầu quốc thới dân an với quy mô lớn và sự tham gia của gần 2.000 người. Mặc dù công tác chuẩn bị đã được thực hiện kỹ càng, công phu trong cả tháng này, thiệp mời cũng đã được gửi đi các nơi nhưng để thực hiện nghiêm túc yêu cầu về phòng chống dịch corona nên đại lễ đã phải tạm ngưng thay vào đó là khóa kể tụng kinh bình thường trong ngày tạ đàn dược sư chúng ta không có cái lễ này của năm nay thì chúng ta có lễ của năm tiếp theo à, bởi vì đó là việc diễn ra hàng năm và chúng tôi lại hạn chế đại cơm À, vào hai ngày 15 và 16. Còn à, khách thập phương thì à, xin mời dùng nước, viếng à, cảnh lễ chùa. Ngoài ra các hoạt động tu tập của đạo tràng Tụng Kinh Pháp Hoa, đạo tràng bát quan Trai cũng định lại không tổ chức. Cùng với đó, nhà chùa cũng tuyên truyền đến tăng ni, Phật tử phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng chống dịch bệnh. Khi đến người ta đến viếng chùa thì phát trước mắt là phải rửa tay đồng thời nó là phát khẩu trang miễn phí để mà phòng ngừa cái bệnh corona đi cúng chùa thì nhìn chung là gia đình anh chị em đều ngại đến chỗ đông người nhưng mà vì cái quyết tâm cái lòng tin tưởng cho nên sắp xếp mọi công việc để mình đến cúng chùa lễ phật bằng những cái biện pháp mà để mình ngăn ngừa để mình khỏi phải lây lan bệnh tại chùa ân thọ những ngày qua khách đi chùa cầu nguyện giảm đi rất nhiều đối lập hẳn với cảnh đông đúc thường thấy trong các dịp lễ tết hàng năm và đây cũng là lần đầu tiên người dân mang khẩu trang lại phật đọc kinh cầu nguyện trước cửa phật nhằm phòng bệnh bảo vệ sức khỏe cho chính mình cũng như cộng đồng